Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Triều Tiên đã cho nổ tung đoạn đường của nước này nối với Hàn Quốc sau khi tuyên bố cắt đứt tuyến đường bộ và đường sắt từng được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên triều. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS ngày 15 tháng 10 thông báo, Triều Tiên đã cho nổ tung đoạn đường của nước này nối với Hàn Quốc sau khi tuyên bố cắt đứt tuyến đường bộ và đường sắt từng được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên triều. Cụ thể, JCS xác nhận, Triều Tiên đã cho nổ một số đoạn trên các đường Gyeonggui và Đông Hiha ở phía bắc đường danh giới quân sự MLD vào trưa ngày 15 tháng 10. JCS tuyên bố đã tăng cường khả năng giám sát và sẵn sàng chiến đấu. Trước đó, quân đội Triều Tiên đã yêu cầu các đơn vị pháo binh ở biên giới phía nam của nước này trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đưa ra thông báo như vậy vào đêm 12, dạng sáng 13 tháng 10 theo giờ địa phương. Quân đội đã yêu cầu 8 lữ đoàn pháo binh cần sẵn sàng trong tư thế nói trên và các lực lượng phòng không của nước này cần tăng cường nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức trình Duma Quốc gia, Hạ viện Nga phê chuẩn hiệp ước công nhận quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hôm 14 tháng 10, theo nhiều phương tiện truyền thông Nga, đề xuất của ông Putin về việc phê chuẩn hiệp ước giữa ông và ông Kim Jong Un trong chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tháng 6 vừa qua đã được đưa vào hồ sơ của cơ quan lập pháp. Theo hiệp ước được ký kết giữa hai bên, hai nước sẽ hợp tác với nhau để đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực và quốc tế cụ thể nga và cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên cam kết thiết lập sự ổn định chiến lược toàn cầu và một hệ thống quốc tế đa cực công bằng và xây dựng quan hệ đối tác của họ trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, bình đẳng và các nguyên tắc khác của luật pháp quốc tế. Trong đó có một điều khoản nêu rõ nếu một trong hai bên phải chịu một cuộc tấn công vũ trang của một hoặc một số quốc gia và thấy mình trong tình trạng chiến tranh, bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi cách có thể theo Điều 51 của Hiến trương Liên Hợp Quốc và Luật pháp quốc gia bên cạnh đó hai bên cũng cam kết không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào có hại cho chủ quyền an ninh toàn vẹn lãnh thổ quyền tự do lựa chọn và phát triển hệ thống chính trị xã hội kinh tế văn hóa và các lợi ích quan trọng khác của bên kia với bất kỳ quốc gia thứ ba nào đồng thời hiệp ước cũng thể hiện sự phản đối của nga và triều tiên đối với các lệnh trừng phạt của phương tây mô tả chúng là các biện pháp cưỡng chế đơn phương ngoài lãnh thổ bất hợp pháp trái với luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc hai bên sẽ không áp dụng các lệnh trừng phạt như vậy đối với nhau Hàn Quốc đã tuyên bố rằng hiệp ước này đã có hiệu lực và rằng binh lính Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên rất có thể đã chiến đấu cùng với quân đội Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã lập tức bác bỏ cáo buộc này và thẳng thắn cho rằng đây lại là một trò lừa bịp khác. Thưa quý vị, Hàn Quốc và Nhật Bản cáo buộc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào vùng biển phía đông nước này trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố tăng cường kho vũ khí hạt nhân. Yonhap dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đã phát hiện và đang phân tích một vài tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng theo hướng Đông Bắc vào khoảng 6 giờ 50 phút theo giờ địa phương. Các đồng minh Tokyo và Washington, Liên quân Hàn Quốc bổ sung để chuẩn bị ứng phó những vụ phóng kế tiếp của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc củng cố năng lực giám sát và duy trì sự cảnh giác trong khi chia sẻ thông tin chặt chẽ nhật bản cũng xác nhận vụ phóng với lực lượng phòng vệ biển ghi nhận một tên lửa đã rơi xuống vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này nhk dẫn thông báo của lực lượng tàu bè hãy chú ý thông tin sẽ được cung cấp và nếu bạn phát hiện những vật thể rơi xuống làm ơn đừng tiếp cận mà báo tin cho lực lượng phòng vệ biển đây là đợt phóng tên lửa thứ hai của Triều Tiên trong vòng một tuần sau khi nước này hôm 12 tháng 9 khai hỏa một loạt các tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Sau đó, hãng thông tấn KCNA xác nhận Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm tổ hợp rocket phóng loạt với đầu đạn 600mm. Trong một diễn biến liên quan, tại một cuộc điều trần chờ phê chuẩn trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm 17 tháng 9, theo giờ The Washington, Trung tướng Xavier Bruson, người được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử cho vị trí Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, cho rằng sự phát triển nhanh chóng của Triều Tiên về năng lực hạt nhân và tên lửa là mối đe dọa đơn lẻ lớn nhất đối với lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Tướng Bruson hiện là Tư lệnh Quân đoàn thứ nhất, trực thuộc lục quân Mỹ và đóng tại căn cứ hỗn hợp levis mcchord bang Washington cũng lên tiếng quan ngại về sự trao đổi quân sự giữa Triều Tiên và Nga. Vị tướng nhấn mạnh cam kết sẽ tìm mọi cách để giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự liên kết quân sự này. Cuộc điều trần diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang gia tăng căng thẳng, theo sau các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, việc nước này bất ngờ công bố cơ sở làm dầu uranium Mỹ Hàn tập trận, cũng như các đợt thả bóng bay chở rác từ Triều Tiên vào Hàn Quốc trong một tuyên bố vào sáng 12 tháng 9, sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã yêu cầu tất cả các lực lượng sẵn sàng chuẩn bị với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra phản ứng trước việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên vào sáng ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh các lực lượng của Nhật Bản cần phải nỗ lực hết sức để thu thập và phân tích các thông tin liên quan, thông báo nhanh chóng và chính xác cho người dân, đồng thời phải kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho các ngư dân, tàu, thuyền và máy bay của Nhật Bản nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng yêu cầu tất cả các đơn vị cần sẵn sàng chuẩn bị với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong một thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản vào lúc 7 giờ 16 phút sáng 12 tháng 9 sau thời điểm Triều Tiên phóng tên lửa khoảng 6 phút, tên lửa đạn đạo được phóng từ Triều Tiên đã rơi xuống biển và nhiều khả năng đã rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Nhật Bản hiện nay bộ quốc phòng nhật bản đang tiếp tục theo dõi giám sát phân tích và kiểm tra mọi thông tin liên quan đến vụ việc trong khi đó lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản cũng ra tuyên bố cho biết dường như tên lửa của triều tiên đã rơi ra ngoài vùng đặc quyền kinh tế ez của nhật bản đồng thời xác nhận đến nay chưa có báo cáo về thiệt hại nào về tàu thuyền và các thiệt hại khác sau vụ phóng tên lửa của triều tiên hội đồng tham mưu trưởng liên quân JCS Hàn Quốc cũng sẽ nhận một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn đã được phóng từ khu vực Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào lúc 7 giờ 10 phút sáng 12 tháng 9 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, cơ quan này chưa nêu rõ thông tin có bao nhiêu quả tên lửa được phóng đi và tên lửa của Triều Tiên bay được bao xa. Lần gần đây nhất, ngày 1 tháng 7, Triều Tiên cũng đã phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật mới với tên gọi Wang Song 11. Tên lửa này được cho là có thể được trang bị đầu đạn siêu lớn. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 76 năm thành lập đất nước, Chủ tịch Triều Tiên Kim jong Un tuyên bố nước này sẽ tăng số lượng vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân, đồng thời khẳng định lực lượng hạt nhân luôn sẵn sàng sử dụng trong mọi tình huống để bảo vệ an ninh quốc gia. Thưa quý vị, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 26 tháng 8 cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm hiệu suất hoạt động của nhiều loại máy bay không người lái. Đồng thời, ông Kim Trương Un cũng kêu gọi tiếp tục phát triển thêm các máy bay không người lái để củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu. Cụ thể, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, ông Kim Trương Un đã giám sát cuộc thử nghiệm do Viện Máy bay không người lái thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc phòng tổ chức vào ngày 24 tháng 8. Trong cuộc thử nghiệm trên, các máy bay không người lái đã bay theo nhiều lộ trình định sẵn khác nhau và tiêu diệt chính xác các mục tiêu được chỉ định. Không dừng lại ở đó, các máy bay không người lái này cũng thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các loại máy bay không người lái khác nhau, đồng thời cải thiện khả năng tác chiến của các thiết bị quân sự này. Theo đó, ông Kim Jong Un yêu cầu cần phải phát triển và sản xuất thêm nhiều loại máy bay không người lái tự sát để sử dụng trong các đơn vị bộ binh và các hoạt động đặc biệt, cũng như các máy bay không người lái làm nhiệm vụ trinh sát và tấn công đa năng. Ngoài ra, ông Kim Jong Un còn nêu ra yêu cầu cần chủ động đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo AI vào quá trình phát triển máy bay không người lái của Triều Tiên liên quan đến hoạt động phát triển máy bay không người lái của Triều Tiên. Trước đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 27 tháng 7 đã công bố đoạn video đầu tiên về hai loại máy bay không người lái mới của nước này trong triển lãm vũ khí và trang thiết bị 2023 với sự tham dự của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Un và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Đặc biệt, Triều Tiên cho biết hai máy bay không người lái mới có nhiều nét tương đồng với máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk và MQ-9 Reaper nổi tiếng do Mỹ sản xuất. Tại thời điểm đăng tải video, dù khả năng chính xác của những máy bay không người lái này của Triều Tiên vẫn chưa rõ ràng, nhưng thực tế, Bình Nhưỡng đã đầu tư nguồn lực vào việc phát triển loại vũ khí này, cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng đối với các thiết kế UAV tiên tiến dành cho mục đích quân sự. Không rõ Bình Nhưỡng bắt đầu phát triển máy bay không người lái mới vào thời điểm nào, nhưng vào tháng 1 năm 2021, có thông tin cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Ưn đã ra lệnh cho quân đội sản xuất thiết bị tấn công không người lái và máy bay không người lái trinh sát tầm xa 500 km. Theo một chuyên gia quân sự tại Viện Nghiên cứu Chính sách ASAN của Hàn Quốc cho biết, máy bay của Triều Tiên được trang bị nhiều vũ khí hơn so với những chiếc MQ-9 ban đầu của Mỹ. Vì chuyên gia khẳng định rằng, khi nhìn vào UAV có nét tương đồng với MQ-9, có thể thấy rõ phiên bản của Triều Tiên được trang bị 3 giá treo vũ khí dưới mỗi cánh và tổng cộng 2 cánh có 6 giá treo. Trong khi đó, phiên bản của Mỹ chỉ có 4 giá treo. Mặc dù tên gọi cũng như thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật của các máy bay không người lái của Triều Tiên chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự khẳng định rằng Bình Nhưỡng đang có sự tiến bộ vượt bậc trong quá trình phát triển máy bay chiến đấu và trinh sát không người lái. Ngoài việc giới thiệu máy bay không người lái, triển lãm tại Triều Tiên cho thấy một số bước phát triển mới trong hệ thống phòng thủ của nước này. Cụ thể, Triều Tiên đã giới thiệu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, nhiên liệu lỏng Hoa Song 17, được phóng lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2022, cùng với phương tiện phóng mang thiết bị vận chuyển TL. Có thể thấy, sau các chương trình tên lửa hàn nhân, việc Triều Tiên có hẳn một chương trình về phát triển máy bay không người lái đã làm nhiều người bất ngờ trước tiềm năng quân sự của Bình Nhưỡng. Theo đó, vào 4 giờ chiều theo giờ địa phương ngày 31 tháng 3, một vật thể bay không xác định đã rơi xuống đảo Baeng Ineong, Hàn Quốc. Tiến hành kiểm tra, người ta phát hiện rằng đó không phải là địa bay mà là một máy bay không người lái UAV. Không có dấu hiệu nhận dạng trên thân thiết bị bay, nhưng các nghiên cứu sau đó cho thấy UAV này do Triều Tiên thiết kế và phát triển. Được biết, đó không phải là lần đầu tiên UAV của Triều Tiên rơi ở Hàn Quốc trong vài tuần diễn ra vụ việc trên. Trước đó vào ngày 24 tháng 3, một chiếc UAV cũng đã rớt ở thành phố Paju, gần biên giới của hai nước. Ngay lập tức, giới quân sự Hàn Quốc đã mổ xẻ và phát hiện ra nhiều điều thú vị. Cụ thể, chiếc máy bay bị rơi vào ngày 31 tháng 3 đã bay trên bầu trời Paju, sau đó tiến vào Seoul, bay về hướng nhà xanh, dinh Tổng thống Hàn Quốc. Chụp hình có độ phân giải cao các trụ sở cơ quan chính phủ và các đơn vị quân đội. Các thiết bị hoạt động tốt và ảnh có độ nét rất ấn tượng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiếc UAV đã hướng ngược lại phía bắc nhưng bị rơi trước khi tiến đến được giới tuyến. Đây là lần đầu tiên máy bay không người lái của Triều Tiên được phát hiện xâm nhập vào sâu bên trong lãnh thổ Hàn Quốc. Trước đó, cũng có nhiều thông tin đồn đoán rằng Triều Tiên theo đuổi các chương trình phát triển UAV. Truyền thông Triều Tiên thậm chí còn đưa tin cho thấy những hình ảnh về chuyến thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại một cơ sở nghiên cứu máy bay không người lái. Nhiều thông tin lại cho rằng đây là cách thức tuyên truyền của Bình Nhưỡng. Nhưng vụ việc UAV rơi ở trên đã chứng tỏ rằng chương trình máy bay không người lái của Triều Tiên không chỉ tồn tại mà nó còn đạt được những tiến bộ nổ trội. Khi Triều Tiên sở hữu một lượng khá các UAV, điều này có thể thay đổi cán cân tiềm lực tình báo giữa hai miền Nam Bắc. Liên minh Mỹ-Hàn chủ yếu dựa vào tình báo kỹ thuật, mà nhiều nhất là tình báo không ảnh. Những hoạt động công nghiệp, quân sự ở Triều Tiên đều chủ yếu được thu thập dưới con mắt do so thám điện tử. Triều Tiên thì vẫn chưa có năng lực tình báo kỹ thuật như của Mỹ, Hàn Quốc. Điều này báo buộc Bình Nhưỡng phải phái các nhân viên tình báo thâm nhập qua biên giới đi sâu vào nội địa Hàn Quốc. Đó là những nhiệm vụ rất khó khăn, nguy hiểm, có thể phải trả giá đắt vì đổ vỡ. Không dừng lại ở đó, phát hiện về chương trình máy bay không người lái này cũng cho thấy chính sách tiến quân mà Bình Nhưỡng thực thi có thể tạo ra những bước tiến lớn trong các lĩnh vực mà họ cho là có ý nghĩa chính trị chiến lược quan trọng, bất chấp nền kinh tế còn gặp khó khăn. Cùng với chương trình tên lửa hạt nhân, Dự án phát triển máy bay không người lái này là minh chứng rõ nét cho xu hướng trên. Triều Tiên có tiềm lực quân sự thực thụ và họ hoàn toàn có thể tạo ra nhiều rắc rối đối với các thế lực bên ngoài. Trước sự phát triển như vũ bão của Triều Tiên trong các dự án về UAV, cơ quan mua sắm vũ khí Hàn Quốc cho biết, Seoul sẽ triển khai vũ khí laser để bắn hạ máy bay không người lái của Triều Tiên trong năm 2024. Với việc triển khai vũ khí laser, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai và vận hành vũ khí này trong quân đội. Hàn Quốc cũng gọi chương trình vận hành vũ khí laser của nước này là dự án Star Wars. Được biết, trong một tuyên bố, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc, DAPA cho biết, vũ khí laser do quân đội Hàn Quốc phát triển cùng với công ty Hanwha Aerospace được sử dụng nhằm tiêu diệt máy bay không người lái một cách hiệu quả và chi phí thấp, với chi phí 2.000 won, tương đương với 1,45 đô la Mỹ cho mỗi phát bắn, nhưng yên tĩnh và vô hình. Đại diện DAPA tuyên bố rằng, Hàn Quốc đang trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai và vận hành vũ khí laser. Người này cũng khẳng định khả năng phản ứng của quân đội Hàn Quốc trước hành động khiêu khích bằng máy bay không người lái của Triều Tiên sẽ được tăng cường hơn rất nhiều. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn của DAPA giải thích rằng vũ khí laser bắn hạ máy bay không người lái đang bay bằng cách đốt cháy động cơ hoặc thiết bị điện khác trong thiết bị bay không người lái bằng chùm ánh sáng trong 10 đến 20 giây. Được biết, tính đến tháng 7 năm 2024, có tổng cộng 5 máy bay không người lái của Triều Tiên đã xâm nhập vào Hàn Quốc, khiến Seoul phải điều động máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công, đồng thời nỗ lực bắn hạ chúng. Theo Tổ chức Tư vấn Phi lợi nhuận AAND Corporation của Mỹ cho biết, các quốc gia bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Vương quốc Anh đang chạy đua với phát triển và triển khai vũ khí laser, còn được gọi là vũ khí năng lượng định hướng. AAND Corporation cũng cho biết, những nước trên có sự quan tâm đáng kể đến những loại vũ khí này nhằm chống lại sự phát triển của các hệ thống thiết bị bay không người lái, cũng như nhắm mục tiêu vào các tên lửa đang bay hoặc các vệ tinh trên quỹ đạo. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.